Sự hoàn hảo sẽ hủy hoại con người bạn. Trong cuốn sách mà mình mới đọc cách đây không lâu, Sự liều lĩnh vĩ đại của Brené Brown giúp mình khám phá một cái quan niệm mới. Tổn thương không phải là điểm yếu và chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó. Mức độ làm chủ và cách kết nối với cái sự tổn thương của bản thân sẽ quyết định độ sâu của lòng dũng cảm cũng như là cái sự rõ ràng trong mục tiêu của chúng ta về mặt mà vấn đề về tâm lý, mà chúng ta có hiểu được cái cảm xúc của chúng ta hay không. Video của ngày hôm nay đó là tổn thương là gì. Trên một cái chuyến xe đi nghỉ dạng team building thì cùng đồng nghiệp trước đây của mình, thì một anh bạn đồng nghiệp đã hỏi mình một câu như thế này: vulnerability đối với bạn, tổn thương là gì? Lúc đó thì mình đã suy nghĩ mãi mà không biết phải trả lời cái anh bạn này như thế nào. Không phải là vì câu hỏi hóc búa khó hiểu, mà là vì mình đắn đo mãi không thốt ra được, vì thiếu dũng khí và một chút gì đó xấu hổ để tự thẳng thắn tuyên bố cái sự tổn thương trong mình là gì đối với một người không mấy quen thuộc lắm, không mấy thân thiết lắm. Mình thì không dám phơi bày cái mà lúc đó mình cho là cái sự yếu đuối, chứ không phải là cách nhận biết được cái tổn thương là gì như hiện tại bây giờ. Việc làm blog, post, video hay podcast chính là cách để mình nhắc đến những cái tổn thương trong mình và vạch trần cái nỗi đau để mọi người cùng xem, để bàn luận, để trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không hoàn toàn là như vậy, bởi vì mình nghĩ là cái người mà theo dõi lối sống đơn giản của mình, cái trang blog của mình hay là YouTube của mình sẽ có những cái suy nghĩ giống như mình về cuộc sống, nên mình không ngần ngại chia sẻ cái kinh nghiệm dựa trên những cái câu chuyện thực tế. Mục tiêu là tạo ra một cái cộng đồng chia sẻ cảm hứng để có thể truyền đạt thấu hiểu cũng như là cái sự đồng cảm với mọi người. Vì mình nghĩ là không ai trong chúng ta chắc chắn mình có đáp án cho mọi câu hỏi, và mình cũng đã làm một cái video về chủ đề này, đó là nghịch lý Solomon, cái bẫy của lời khuyên, mình sẽ để ở phần mô tả. Chính vì lẽ đó mà việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp đỡ những cái người mà chưa từng hoặc đang trải qua có một chút gì đó để có thể định hướng được, đưa ra được cái quyết định sáng suốt hơn. Nếu ta có thể bước ra khỏi cái vòng tròn lặp lại này thì ta có thể đón nhận những cái người đồng cảm, những cái người sát cánh bên bạn, nâng đỡ bạn để cảm nhận được cái hạnh phúc lẫn đau thương, chấp nhận được cái sự tổn thương này, những cái cốc tai cảm xúc trong cuộc sống, vượt qua được những cái ngày giông bão, bạn sẽ mạnh mẽ và bền bỉ hơn, sẽ thấy cầu vồng trong tương lai. Hoàn toàn chấp nhận cái sự tổn thương như khi bạn là một cái chiến binh bước ra đấu trường La Mã, chiến đấu với cái nhiệt huyết tràn trề, và bạn có thể bị ngã, có thể bị trọng thương hay là đau khổ tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn cố gắng không bỏ cuộc. Vết thương chính là những cái trải nghiệm để khiến ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, bền bỉ hơn, chứ không phải là để vạch ra bất cứ cái điểm yếu nào cho thiên hạ xem. Hãy tin rằng những cái điều làm bạn tổn thương sẽ khiến bạn trở nên tốt đẹp và bền bỉ hơn. Trong tiếng Anh có cái câu nói là người sống bằng cả trái tim, wholehearted, tức là chúng ta luôn cố gắng làm tê cứng, đông lạnh cái cảm giác bị tổn thương, luôn kìm nén cái sự tổn thương, vì không ai muốn trở thành nạn nhân trong cái câu chuyện bàn tán của thiên hạ. Thì chính vì lý do đó mà không dám sống bằng cái, cả trái tim, mà là chỉ cái hồn xác nửa vời chơi vơi, mang trong mình một cái nỗi sợ hãi khi bị người khác lột trần, lột tả ra những cái nỗi sợ hay phơi bày cho thiên hạ những cái tổn thương trong sâu thẳm trái tim. Điều gì khiến bạn cảm thấy bị tổn thương? Tổn thương là gì đối với bạn? Đó là khi bị người yêu lừa dối, công ty đuổi việc, phá sản, hay là chờ xét nghiệm, khám khối u lành hay là ác tính, thông báo sa thải nhân viên của bạn, thông báo có người yêu mới sau khi ly dị với gia đình, với hàng xóm, bạn bè, hay là không có khả năng sinh con, đổi việc sau hơn 10 năm làm tại một công ty, bỏ học vì nhà không có điều kiện, bị nhà đầu tư từ chối, hay là khi phỏng vấn không đạt tiêu chuẩn. Cũng có thể là bố mẹ chu cấp đầy đủ nhưng thiếu quan tâm về mặt tình cảm, hay con cái không nghe lời. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy rẫy những cái tổn thương, nhưng không có nghĩa là ta kìm nén cái cảm xúc ở bên trong, gạt bỏ nó sang một bên và chỉ quan tâm đến cái gì gọi là hoàn hảo đi, đẹp trong mắt thiên hạ. Trong mắt thiên hạ, thế giới này chỉ dành cho kẻ mạnh và tự tin, là những người có thể vượt qua mọi tổn thương, hoặc cũng có thể là những cái người
không quan tâm, coi thường cái sự tổn thương là thứ gì đó vô hình và không đáng để bận tâm đến. What they had in common was a sense of courage. And I want to separate courage and bravery for you for a minute. Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language, it's from the Latin word cur, meaning heart. And the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart. And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect. They had the compassion to be kind. Có thể là quên đi nỗi buồn bằng cách là đi nhậu nhẹt này, ăn uống không điều độ này, hoặc là ngược lại này, cường điệu quá trong mọi việc, cách sống quá lành mạnh đi, chả như là ăn uống kiểm soát từng calori, tập thể dục không ngừng nghỉ, làm việc không ngừng nghỉ. Mấu chốt ở đây là để chôn vùi những cái tổn thương, mất mát mà bạn đang trải qua. Và cứ thế như là một cái vòng xoáy nguy hiểm khép lại không lối thoát. Tại sao chúng ta lại đóng băng cái cảm xúc của chúng ta và không chấp nhận cái sự tổn thương đó? Cách để xua tan nỗi sợ là đổ lỗi cho người khác. Đó là cách để giảm bớt cái đau đớn và cái phiền muộn đi, vì chúng ta cho rằng bản thân có thể là hoàn hảo đi. Hãy thử tưởng tượng nhé, cách chúng ta lọc mỡ bụng ra rồi lại đắp lên má và nghĩ rằng bụng đã hoàn toàn tiêu tan mỡ. Không hẳn như vậy. Để thấy những cái tổn thương cho mình, đó chính là mấu chốt của cái cuốn sách này, Sự Liều Lĩnh Vĩ Đại, Dám Dấn Thân Đối Mặt Với Biết Bao Tổn Thương. Nếu ta có thể bước ra khỏi cái vòng tròn lặp lại này, ta có thể đón nhận những cái người đồng cảm, những cái người sát cánh bên bạn, nâng đỡ bạn để cảm nhận được cái hạnh phúc lẫn đau thương, chấp nhận những cái cốc tai cảm xúc trong cuộc sống. Đừng lo lắng về cái tổn thương này và hãy trân trọng cái hành trình. Vì dĩ nhiên dấn thân luôn đi kèm với những cái rủi ro và tổn thương là cái điều không thể tránh khỏi được trong cuộc sống. Tuy nhiên hãy nhớ rằng tổn thương là một cái phần của cuộc sống của chúng ta và nó giúp ta trưởng thành mạnh mẽ hơn. Thay vì lo sợ, hãy để hãy trân trọng cái hành trình này và dũng cảm. Chính những cái trải nghiệm này sẽ định hình con người bạn và giúp bạn đạt được những cái điều phi thường. Đừng ngại bộc lộ bản thân của mình, hãy cho mọi người thấy con người thật của mình và sống thật với chính mình. Tổn thương chính là một phần của cuộc sống, vì vậy mà chúng ta nên trân trọng, dũng cảm bước qua cái hành trình này để có thể có những cái ngày tốt hơn. Chúc các bạn chịu tổn thương để rồi trở nên một ngày mạnh mẽ hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình, và nếu như các bạn muốn chia sẻ những cái bình luận hay là feedback về cái video này, hay cũng như là về cái vấn đề đề tài này, về sự tổn thương đối với bạn là gì, thì bạn có thể chia sẻ với mình cũng như là với những cái người mà xem video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.